Còn sáng đó Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị là vườn cây của anh Mười Thường Tín. Và có một cái tác phẩm mà mọi người đang vây quanh. Đó là cái tác phẩm cây Tam Đa. Một cây cực kỳ nghệ thuật. Đây có lẽ là cái đường nét nghệ thuật đỉnh cao. Và cũng là một cái tác phẩm mà anh Mười rất là tâm đắc quý vị nhé. Anh Mười ơi, em chào anh nhé. Anh chào em. Cái này hình như là anh vừa mới làm răm được vài hôm chứ đúng không? Đúng rồi, mới được khoảng cũng được 4-5 hôm rồi. Thế thì anh có thể chia sẻ một chút khi mà cái cảm xúc khi mà anh vừa làm xong cái tác phẩm quý này. Đúng ra một cái cây này thì cũng chia sẻ với anh em như cây Trường Nước là mình một trọng cây mình rất rất yêu và tâm huyết. Nói về một cái cây ba thân thì mọi người thì em cứ quay kỹ cho mọi người ngắm mọi người sẽ biết được. Nói về đỉnh cao về nghệ thuật. Nói về nghệ thuật thì mình nói phải đỉnh cao về nghệ thuật. Thế và cây này thì ở cái mức hoàn thiện rất lâu rồi. Và với một cái form cây cao đâu đó khoảng dưới 1m2 anh nhỉ? Nói tầm 1m1 rồi. Đấy tầm đó, dưới 1m2. Cái form cây nghệ thuật và chặt chẽ thế này. Quý vị ơi, nhìn thấy những cái đường co này, những cái điểm khó của cây nhiều lắm quý vị ạ. Thân rồi những cái tay cành, rất nhiều những cái điểm co nắc khó. Và cây này thì gắn bó với anh Mười được bao nhiêu năm rồi anh Mười? 5 năm ở với anh rồi. Từ 2009. Từ 2009 á? Từ 2009. Thế 15 năm. À từ 2019. 19. 19 thì mới 5 năm. 19. 5 năm 20 vâng. Là anh bán cánh thì đã cũng thật. Từ 2019. Từ 2019 quý vị nhỉ. Một cây cây này là gọi là tác phẩm gì em quên tên Mộc nhỉ? Mộc Tam Vương. Mộc Tam Vương. Mộc Tam Vương quý vị nhá. Một trong những tác phẩm mà anh Mười rất là thích. Một trong những cây có những cái đường nét nghệ thuật cao. Nó có nhiều cái nét khó trong cây. Quý vị nhìn thấy này. Còn rất nhiều cái nét khó. Thân nào cũng vậy, thân trực rồi thân siêu, thân hoành. Mỗi thân đều có rất nhiều những cái điểm khó. Đây là một cái cây Tam Đa, một cái thiết kế cơ bản của cái cây Tam Đa. Đó là một trực, một siêu và một hoành. Thân hoành quý vị nhỉ? Anh ơi thân hoành nhỉ? Thân nào cũng đẹp đó. Thân hoành. Nó tức là nó có một cái đống cây gì đó mà ngắm không thể chán được. Tức là mình anh đã tiếp khách có những đôi vợ chồng tức là ngắm từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Từ 9 giờ sáng đến 4 giờ. Ờ anh cắt thông xuống sau là mà vợ thích mà quá. Không hiểu câu này nhá. Nhà mình có 500 mét đất, anh về bán cho 200 mét đi anh chơi mà để 300 mét thôi. Mà chơi một cây thì không phải chơi nhiều. Người vợ tức là nó máu như thế. Người ta đam mê. Không phải nói những người phụ nữ người ta yêu về nghệ thuật thật khi người ta say. Phải nói công nhận là nếu những người phụ nữ say có khi còn hơn cả anh em mình say. À vâng. Bởi vì người ta nhìn thấy cái đường nét khó thế này mà. Thì mà tại yêu cây nữa. Thì đất thì có ngắm được đâu đúng không? Cái cây này hàng ngày hàng giờ ngắm được mà lại đem lại kinh tế. Có may mắn sở hữu được thì bán đất để chơi chứ quý vị. Cái hình ảnh của Mộc Tam Vương mới nhất quý vị nhá. Lộc bắt đầu bán đấy anh nhỉ? Bắt đầu. Mà cái tầm này anh Mười ơi. Cái tầm này nó có phải là cái tầm phơi răm tốt nhất không anh? Tầm tháng 9, tháng 10. Cuối tháng 9. Cuối tháng 9 đầu tháng 10. Là đẹp nhất hả? Mà không thể cháy được cây. Cây già thì không thể cháy được. À, đấy đấy. Cây lon thì là nếu một cây đánh đất thì là vẫn cháy. Chứ còn cây đã trên chậu thuần chậu thì không thể cháy được. Vâng. Cây già, cây thuần chậu thì cái mùa này là cái mùa phơi răm. Phơi răm đẹp nhất. Mà cắt vào cái mùa này thì nó bứt nhanh nhất. Vâng. Tức là nó bật mà mầm nhanh nhất. Đây là mấy hôm này? Đây em thấy bật này. Đây 5-6 hôm thôi mà nó đã bắt đầu nhú rồi đây. Vâng. Đấy. Nếu như cái mùa kia nhá thì nó phải hàng tháng. Hàng tháng nó mới bật được như thế này. Nếu mà cách sau là 1 tháng nữa, nếu mà tháng 11 thì ra. Đấy quý vị nên căn cái khung thời gian khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 thì cắt răm, lọc mầm. Thì lúc đó thì không lo cháy. Và lúc đó chúng tôi phơi răm cái ánh nắng vừa phải khoảng tầm 30 độ. 30 đến 32 độ. Rất tốt. Thì không thể cháy được.
mà dăm nó sẽ già. Mùa này phơi được thì nhìn thấy cây, cái sắc tố da thay đổi nhiều lắm quý vị ạ. Anh tiếp rất nhiều khách không chỉ đi được. Từ chiều từ trưa đến trời cũng từ trưa quý vị nhìn thấy này. Rất nhiều đoàn, 5 đoàn này hả? 5 đoàn từ trưa. Quý vị yêu cây sẽ chiêm ngưỡng đường nét khó của mộc Tam Vương quý vị nhá. Anh ơi cái góc này em thích quá này. Cái góc nghiêng này này. Quay kỹ về góc nào cũng đây này. Nhưng cái góc này ấy, nó như một cái người phụ nữ có một cái góc đứng đẹp nhất ấy. Anh đi triển lãm ở dưới Hải Dương thì có một cái anh Quảng Ninh, anh chắc là anh giỏi về chữ. À. Thì anh ấy bảo là anh xoay góc độ nào nó cũng như một chữ tâm. À. Rồi. Cái cây này anh xoay ba góc độ đều như một cái chữ tâm. À. Đấy. Góc độ nào cũng như chữ tâm. Ờ, anh lấy một cái chữ tâm ra xong anh đứng anh chụp vào cho anh khoay mà xoay góc độ nào anh bảo đây là chúng nhìn nó như một cái chữ tâm. À. Dạ. Bác anh là tâm này khoảng 60 tuổi rồi. Dạ. Nhưng là có cái nét chữ ở đấy đúng không? Có nét chữ ở đấy. Nói chung trong cái cây này thì có cái nét chữ ở đấy. Một cái cây tam đa này. Nhưng mà trong đó thì có cái nét tượng hình ở trong đó quý vị nhỉ. Cây này thì cái nguồn gốc của cây này anh mời có lắm được không? Nguồn gốc của cây này là trước là gốc là anh của anh Duy Vải. Anh Duy Vải ở đâu anh? Anh Duy Vải Hà Nội. À. Anh Duy Vải anh làm cây này xong hòm hòm thì anh bán cho anh Hưng Còi Thái Bình. Vâng. Anh Hưng Còi Thái Bình thì anh bán cho chú Thành Quán Toan. Dạ vâng. Thì xong là 2019 là anh mua lại của chú Thành Quán Toan. À, anh mua. Và anh sở hữu được đến được lúc này. À. Đấy, từ khi anh mua của chú Thành Quán Toan thì trước nó cũng người gầy gò thôi. Vâng. Cái trước vị này đâu nó gầy gò, anh làm 5 năm thêm 5 năm em 5 năm rồi mà. Vâng. 5 năm. Thế là khi anh mua thì nó chỉ bằng như bây giờ ấy, trước nó khoảng 2 phần bây giờ thêm phần nó thành 3 phần, tức là thân nó phải lở thêm một phần nữa rồi, gần như là lở tương đối cái bộ. Vâng. Trước nó nhìn nó gầy gò. Dạ vâng. Ừ. Thế thì vừa về cái cây này thì em nghĩ là anh chỉ co kéo định hình thêm rồi đúng không? Chứ có sẵn hết rồi đúng không? Co kéo định hình có những cái cắt bớt. Vâng. Có những cái rễ này anh bỏ. À dạ vâng. Tức là có mình điều chỉnh lại. Dạ vâng. Những cái gì mà nó không quan trọng mà cái gì nói thì mình sẽ để thêm. Và những cái cây này ví dụ như đây em nhìn thấy này, anh nuôi những cái mầm thở để cho một nó số, to cái thân. Một số cái mầm thở nó đúng không? Thứ nhất thêm lưu và thứ hai là cái thân nó to. Thì bây giờ nó mới đẹp đấy, ngày xưa nó nhìn nó gầy gò. Đây này, hệ thống mầm thở đấy anh nuôi cũng khá nhiều này. Cái thời mà anh mua cây này anh mua tiền nhiều người gây sợ mà. Thế ạ? Ở cái số tiền anh mua mà nhiều người sợ. À. Nhiều người nói đến mua này anh mua. Đấy bây giờ này cái câu trả lời của vị này là một cái tác phẩm cũng là một trong những cây trong quý trong tốt và trong vườn quý vị nhỉ. Quá nhiều chủng thân nào có điều khó. Đây này, mầm thở nuôi. Đấy. Nở rất nhiều. Đấy. Năm vừa rồi anh mới nuôi. Một năm này, mầm thở nuôi một năm này. Đấy một năm. À. Một năm. Vừa rồi em mới cắt. Quý vị thấy đây là cái cây cổ, cây chất chậu quý vị nhá. Chất chậu nhiều lắm. Tức là đến giờ phút này từ khi anh Duy khai thác mà đến giờ này anh Duy đã làm đến mười mấy năm rồi. Trong khi anh Hưng Còi xong đấy thì thành Quán Toan đến giờ phút này đến cây đây. Này nó về tầm khoảng 20 gần 18 đến 25. Đây là cái nét cốt chậu của vị này. Là đấy là từ việc thay thợ đấy. Và trước nữa thì không biết, trước nữa thì nó là như kiểu một cái cây, mình cảm tưởng nó như một cái cây, nó là cây cổ. Vâng. Anh cắt cụt thì nhìn những cái nét cắt cụt từ ngày xưa đấy. Thấy không? Vâng. Đấy. Và khai thác cây ra như thế. Đấy, mười mấy năm mới được như thế. Anh có nghĩ là anh là người may mắn không? May mắn sở hữu được nhiều cây quý không anh? Nói thật trong cái như chú hỏi câu ý thì mình phải nói là thứ nhất là cũng phải tạ ơn bề trên rất nhiều. Vâng. Như sáng hôm nay anh vừa ngồi tâm sự với bạn Chí với cả một anh em tắp cửa ở đây là thật sự mình được đến giờ phút này thì mình cũng tạ ơn bề trên rất nhiều. Vâng. Là mình đang có những cái mà đúng cái đam mê của mình mà đang sở hữu làm chủ được những cái tác phẩm mà mình đang yêu thích. Đấy là cái vinh dự của những người làm cây. Đang tức là mình nhiều tiền ít tiền là không quan trọng nhé. Cái quan trọng nhất là mình đang làm chủ được ví dụ như cái tác phẩm này. Vâng. Mình đang làm chủ, mình là chủ của tác phẩm. Vâng. Mộc Tam Vương này. Vâng. Mình rất tự hào là một cái cây rất khó mà những người càng người khó tính bao nhiêu thì ngắm càng phê bấy nhiêu. Để vâng. Nó khó nó lại sướng một độ như thế. Thế còn những người bình thường thì mình không nói nhé. Ví dụ anh đã từng đi trở lãm ở Hải Dương cái đợt năm ngoái mà anh nghệ nhân Sơn, nghệ nhân Bát Tràng
Vâng. Năm nay hơn 70 tuổi rồi đấy. Anh Sơn như trên đó đang nói với anh Sơn thì anh cũng biết. Dạ vâng. Anh bảo anh cũng là nghệ nhân, chú cũng là nghệ nhân, mà chú bây giờ chú bảo anh vẽ cây này còn khó. Dạ. Chứ còn để cây thật sự nó là như này. Vâng. Đấy là cái lời tâm sự thật. Đấy. Đấy những cái là cái tự hào cho những người người được chơi sở hữu những cái tác phẩm mà nó quý giá như thế này. Vâng. Cũng chia sẻ thật với cả mọi người yêu cây trời đất thế. Chúng mình thấy cái điều rất là hạnh phúc. Hạnh phúc của anh Mười khi sở hữu những cái tác phẩm quý. Chào anh Mười ạ. Ôi trời, chào anh. Ôi trời, chào anh. Chào anh Thắng đẹp trai. Chào anh Huy. Chào anh em ở Quảng Ninh mong cái. À rồi trời. Chào em nhá. Ôi trời ơi Bách. Chào tất cả bạn. Bách mong cái này. À đây đây, chào chào em. Chào tất cả anh em nhá. Ở nhất với công Ninh Bình này. Ôi giời. Công đại bàng. Ai công. Chào công đại bàng. Chúc quan sát Huy luôn mạnh khỏe nhá. Vâng, lâu lắm mới nhìn anh. Nhiều thông phim cho bà con cùng ngắm. Dạo này con như là trông đẹp trai đấy. Công đẹp trai đấy. Cảm ơn nhá. Hôm nay rất đông các anh các em đến thăm vườn của anh Mười quý vị nhá. Hôm nay lại có anh Video Bonsai, một kênh nổi tiếng đây. Anh ạ. Anh ơi, dạo này anh có bí quyết gì mà dạo này anh càng ngày anh càng đẹp trai hơn đấy? À, cũng báo cáo mọi người là Video Bonsai là cũng đi theo em Đức Huy. Không, em đi theo anh chứ làm sao anh đi. Vui hơn, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của anh em chúng tôi. Mong quý vị các bạn mỗi một ngày có một cái gì đó làm cho chúng ta động viên anh em truyền thông chúng tôi là ngày phát triển. Vâng. Sao mà muốn đi các nhà vườn nhiều hơn nữa. Anh lâu lắm rồi, khoảng bao thời gian bao nhiêu lâu nhỉ? Anh mới đến thăm vườn anh Mười nhỉ? Cũng tương đối lâu đấy. À. Tại vì là nói thật luôn là anh em là vì anh em truyền thông muốn đi tất cả các vườn, nhiều các vườn khác nhau. Vâng. Mà chúng ta cứ đi một loạt làm sao để cho nó nhiều hơn. Thế lần này anh đến thì anh cảm nhận thấy cái thay đổi gì ở vườn anh Mười? À, thứ nhất là về cái trưng bày của anh thì cây là thấy khác nhỉ? Cây anh cũng thay đổi nhiều. Cây nhiều, mua thêm nhiều đấy. Mua thêm nhiều. Nhiều cây. Anh mua nhiều cây đấy. Đây này anh này. Ừ. Ui giời ơi. Anh có ngắm cây này không? Và anh cảm nhận cái cây này như thế nào anh? Ừ. Gớm không anh? Anh Mười mới lấy cái này anh Mười ơi. Ờ anh mới lấy. Anh chả trẻ. Ui cục nụ này. Ui giời. Mà anh lấy có tí tiền đấy chứ. Anh ạ. Tí tiền. Ừ. Đúng rồi. Ô, anh bảo thế mà. Không tí đâu, tí với các đại ca thôi. Tí với các đại ca thôi, với mình không tốt gì à? Tí tiền là tỉ tiền. Lại nói đến dài anh, Huy ơi, Huy đừng dài. Tháng ngày cãi, còn xài được hủy ngay. Bảo tí tiền, cãi ngay. Vì ơi, cây này thì không phải là ít tiền đâu quý vị ạ. Cây này anh ấy phải... Đây, xong vào, phải... xong vào cái tay tôi này. Đấy. Đây nhá. Đây, 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 cái lù này. Ui giời ơi. Quý vị nhá. Đồ này thì phải bỏ ra cái số tiền rất là lớn. Ngoài tiền nhiều này còn phải được chủ yêu ái nữa. Có duyên mua được. Thì hôm nay Bonsai Đức Huy biết tin anh Mười vừa mới làm cây xong và chia sẻ cho quý vị. Và hôm nay một cái ngày đẹp trời. Một ngày đẹp trời, rất đông các anh các em đến thăm vườn anh Mười quý vị nhá. Thưa quý vị, các anh các em đến thăm vườn anh Mười và lưu lại một kiểu ảnh quý vị nhá. Mời các anh các em nhìn đây cho em nhá. Ok. Rồi, mọi người cười tươi lên. Ok, xong rồi. Đẹp sáng thế. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đẹp sáng thật. Đẹp thật. Mà tắt đi, để hơi pin. Để hơi pin là tắt đi. Thưa quý vị, Bồ Sa Đô Huy đến đây. Anh ơi, chào anh nhá. Em đang định dừng hình đấy. Chào anh. Hôm nào về Phú Vân nhá. Ok anh nhá. Tính anh em về Phú Vân chơi. Vâng, vâng ạ, vâng ạ. Nhất trí rồi. Chào anh nhá. Thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đến đây xin chính thức dừng lời đây. Bonsai Đức Huy xin cảm ơn quý vị rất nhiều.